toàn bộ viên đơn mũi tên, có chủ CP, nam nữ chủ sông cường và hổ đầu sơn là gì? Người phát ngôn nghèo khó, nơi tụ tập mãn phu. Sơn đại vương hổ ninh ninh mỗi ngày trải qua cuộc sống ăn không no bụng, rốt cục có một ngày, một vị thần tiên đi tới nơi đây, vận mệnh nghèo rất mùng tơi của mọi người hổ đầu sơn nên đón chuyển cơ. Kính quân, ngươi thông minh hơn ta, cường đại hơn ta, sơn chúng hổ đầu sơn cũng đều nghe lời ngươi, có lúc ta suy nghĩ, một người như vậy, vì sao không đi thí quân đoạt quyền, cúi đầu xưng thần trung thành, là rất đáng quý, cũng rất khả nghi. Đại vương, tất cả những gì ta có được đều là vì muốn lấy lòng một người. Một cái là thẳng thắn thông thấu tiểu hổ yêu, một cái là phúc hắc cường đại thiên thượng tiên, cho dù cả đời này cơ quan tính toán hết, có thể chiếm được lòng của nàng hay không? Chương 1 Hỏi quân Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét, Chương 2 Ăn nhu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 3 Núi này Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 4 Tiểu xa Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 5 Năm thành bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Huyết tế Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Thiên nộ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Xin thuốc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Gặp lại Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Giao lông Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.